Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật được những tin tức mới nhất hấp dẫn mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức về tin tức showbiz trong ngày. Jennifer Phạm hạnh phúc bên hôn nhân mới, còn Quang Dũng thế nào? Sau cuộc ly hôn, Jennifer Phạm có cuộc hôn nhân mới hạnh phúc, còn Quang Dũng có lẻ bóng. Quang Dũng và Jennifer Phạm vốn từng là một cặp đôi đẹp trong showbiz, nhưng cả hai đã đường ai nấy đi. Sau 10 năm ly hôn, Jennifer Phạm hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng mới. Cô vừa sinh con thứ tư vào đầu năm 2020 tại một bệnh viện ở Hà Nội. Cuộc sống của Jennifer Phạm khá viên mãn, nhưng chồng cũ của cô, ca sĩ Quang Dũng, lại luôn khiến nhiều người tò mò về đời tư của mình. Vốn là người kín tiếng, nên sau cuộc hôn nhân tan vỡ, nam ca sĩ chưa từng công khai chuyện tình cảm với bất cứ ai. Theo Quang Dũng, từ trước đến nay, anh không thích đào sâu chuyện riêng tư vì đó là thứ mỗi người đều có và cần giữ lại. Tuy nhiên, trong chia sẻ với báo giới mới đây, Quang Dũng thổ lộ anh đang hạnh phúc với tình cảm riêng tư của mình. Bản thân anh thường xuyên được hỏi những câu hỏi như chuyện tình cảm như thế nào, có yêu ai chưa, chừng nào đám cưới, nhưng anh không muốn trả lời. Những chuyện này rất riêng tư, chúng ta cần giữ lại cho mình để có giây phút bình yên trong cuộc sống, Quang Dũng tâm sự. Dù không chia sẻ thông tin về người bạn gái mới, nhưng trước đó Quang Dũng cũng có bạn gái tin đồn là Vũ Ngọc Trâm, cô gái từng tham gia đóng MV Chắc Ai Đó Sẽ Về của Sơn Tùng MTP. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh thân mật với nam ca sĩ Còn Ta Với Nồng Nàn lên trang cá nhân. Tuy nhiên, cả Quang Dũng và Vũ Ngọc Trâm đều từ chối lên tiếng về tin đồn này. Dù cả hai có những hạnh phúc mới của riêng mình, nhưng mối quan hệ của Quang Dũng và Jennifer Phạm vẫn gây tò mò. Theo Quang Dũng, hiện tại anh và vợ cũ chat với nhau hàng ngày rất thoải mái, nói những chuyện từ việc con thích gì, con sẽ học thêm môn gì. Nam ca sĩ vui mừng và hãnh diện khi bảo Nam, con chung của anh và Jennifer Phạm rất thương các em. Anh không chạnh lòng khi phải san sẻ tình cảm với người bố thứ hai của con trai. Choáng về khối tài sản kếch xù của ca sĩ Quang Dũng sau 10 năm ly hôn Jennifer Phạm. Quý vị và các bạn thân mến, sau 10 năm ly hôn với Jennifer Phạm, Quang Dũng hiện tại vẫn chưa có tình mới. Tuy nhiên, anh khiến nhiều người bất ngờ bởi cuộc sống độc thân giàu có của mình. Quang Dũng là giọng ca trữ tình đã có hơn 20 năm hoạt động ở làng giải trí trong nước. Dù đã bước qua thời hoàng kim và ít ra sản phẩm âm nhạc trong vài năm trở lại đây, song anh vẫn thường xuyên góp mặt trong các chương trình lớn ở cả trong nước lẫn hải ngoại. Năm 2014, Thanh Thảo vô tình tiết lộ Quang Dũng có mức cát xê từ 8.000 cho đến 10.000 đô la Mỹ khi đi lưu diễn ở Mỹ. Đây là con số mà nhiều ngôi sao đình đám của showbiz Việt phải ao ước và Quang Dũng cũng khẳng định đẳng cấp khi có lịch bay show dày đặc. Trước đó vào năm 2007, đám cưới của nam ca sĩ Quang Dũng và Hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm diễn ra với sự bất ngờ của cả truyền thông và dư luận. Chuyện tình đẹp của họ luôn luôn nằm trong tiêu điểm và là mơ ước của rất nhiều người. Sau khi chia tay, mặc dù không nêu rõ lý do, nhưng họ có nhiều thời gian đôi ba lần lên mặt báo nói về nhau với những tiết lộ không ngờ. Cuộc ly hôn của họ diễn ra trong điều tiếng và trở thành đề tài bàn tán xôn xao suốt một thời gian dài, không thua kém gì lúc công khai quen nhau. Từ khi Jennifer lên xe lần hai, mối quan hệ giữa cặp đôi vàng một thời mới có phần được cải thiện. Hiện tại, khi vợ cũ đang hạnh phúc với một gia đình mới, thì Quang Dũng vẫn khá thầm lặng trong chuyện tình cảm. Nói về mối quan hệ với vợ cũ sau ly hôn, Quang Dũng từng chia sẻ, mối quan hệ của tôi và Jennifer bây giờ không quá thân tình, nhưng đến mức có thể cởi mở với nhau trong mọi chuyện về quá khứ. Có lẽ cả hai cần thêm thời gian. Với tôi, sự thoải mái của Jennifer như bây giờ đã là quý giá và đáng trân trọng lắm rồi, vì sau mấy năm trời, chúng tôi mới hết sự ngượng ngùng. Hiện tại, ít ai biết rằng nam ca sĩ sinh năm 1975 đang sở hữu một khối tài sản kếch xù dù chỉ sống lẻ loi một mình. Bất ngờ với cách đối xử của chồng Jennifer Phạm dành cho con trai riêng của vợ, mới đây, chồng Hoa hậu Jennifer Phạm đã bất ngờ tổ chức sinh nhật hoành tráng cho bé Bảo Nam tại một nhà hàng sang trọng. Qua hành động này có thể thấy anh rất quan tâm đến con trai riêng của vợ. Tối ngày 15 tháng 2, vợ chồng Jennifer Phạm và doanh nhân Nguyễn Đức Hải đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật sang chảnh cho bé Bảo Nam là con trai riêng của Jennifer Phạm và ca sĩ Quang Dũng. Tại buổi tiệc, ông xã Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 liên tục thể hiện tình cảm với vợ và ba con khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Đây là lần đầu tiên bé Bảo Nam được đón sinh nhật bên cha dượng và mẹ ruột. Được biết cậu bé cũng rất yêu mến doanh nhân Nguyễn Đức Hải dù thời gian sống chung chưa lâu. Ngoài ra, bé Bảo Nam cũng rất tinh tế và thương yêu hai em cùng mẹ khác cha. Bảo Nam năm nay 11 tuổi. Càng lớn, cậu bé càng giống bố ca sĩ Quang Dũng, chồng cũ của Jennifer Phạm. Nhóc tì về Việt Nam sống cùng mẹ và bố dượng tại Hà Nội được hơn nửa năm sau một thời gian được ông bà ngoại chăm sóc ở Mỹ. Jennifer Phạm chia sẻ, anh Hải luôn đỡ đần tôi làm việc nhà và chăm sóc các con. Anh cũng yêu thương và quan tâm tới Bảo Nam. Ông xã luôn sẵn lòng đón bé Nam về nước, sống cùng với vợ chồng tôi để cả gia đình được ở gần nhau. Hiện Bảo Nam đang học tại một trường quốc tế tại Hà Nội, cảm nhận được tình yêu thương của bố dượng và cả gia đình, nên Bảo Nam rất vui vẻ, hòa nhập môi trường mới khá nhanh. Jennifer Phạm cho biết, con trai cô rất thương các em và gần gũi với bố dượng. Hoa hậu nói, vì anh Hải hay trò chuyện, đi bơi, chơi những trò chơi cảm giác mạnh với Bảo Nam nên cả hai thân thiết. Khi cậu bé sống ở Mỹ, doanh nhân Đức Hải thường đưa vợ thăm con mỗi dịp lễ Tết. Người đẹp từng tâm sự chồng luôn công bằng với con chung và riêng. Mối quan hệ giữa Jennifer Phạm và chồng cũ là nam ca sĩ Quang Dũng từng tư tốn rất nhiều giấy mực của báo giới. Quen biết và yêu nhau khi cùng đóng chung một bộ phim, mối tình giữa Jenny và giọng ca Còn ta với nồng nàng được báo giới đặc biệt quan tâm. Sau đám cưới với Quang Dũng, Jennifer Phạm sinh Bảo Nam. Ngay từ nhỏ, sao nhí Bảo Nam đã nhận được sự quan tâm lớn từ giới truyền thông bởi gương mặt thiên thần. Trải qua nhiều khúc mắc hôn nhân không thể hàn gắn, Jennifer Phạm và Quang Dũng đã đường ai nấy đi, bỏ lại sau lưng nhiều tin đồn thất thiệt. Sau tất cả, hiện tại Quang Dũng và Jennifer Phạm vẫn là những người bạn tốt. Sau một lần tan vỡ, hoa hậu Jennifer Phạm tìm được bến đỗ hạnh phúc bên người chồng tuyệt vời là doanh nhân Đức Hải. Cặp đôi đã sinh được hai con đủ nếp đủ tẻ và thường xuyên khoe cuộc sống hạnh phúc trên trang cá nhân. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật được những tin tức hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Và bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.